Mộng Thu xin chào khán thính giả của đài SBTN. Mộng Thu hiện đang đứng tại chùa Từ Thiền, thành phố Brampton để ghi lại lễ Phật Đản Phật lịch năm 2563. Mời quý vị đón xem chương trình chúng tôi sau đây. Chùa Từ Thiền, một ngôi chùa xinh xắn nằm tại thành phố Brampton, được xây cất vào năm 2008 do Sư Ni Thích Nữ Từ Diệu chủ trì, tọa lạc tại 241 Queen Street West Brampton. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2019, SBTN Canada có dịp ghé ngang chùa Từ Thiền để tham dự buổi lễ Phật Đản và được gặp gỡ nhiều Phật tử. Mặc dù tuổi đã cao nhưng họ vẫn tìm đến chùa để tâm hồn được nương nhờ cửa Phật. Sau đây là phần chia sẻ của các Phật tử thuần thành của chùa Từ Thiền. Mộng Thu xin chào khán giả của Đài SBTN. Mộng Thu hiện đang đứng với anh Dương Văn Sáng, là một trong những Phật tử của chùa Từ Thiền. Thưa chào anh. Dạ, chào tất cả. Thưa anh có thể cho em biết là đối với anh lễ Phật Đản có ý nghĩa gì? Lễ Phật Đản là ngày mà Phật sinh ra đời và tất cả các Phật tử về tới chùa để mà ăn mừng cái ngày sinh của Phật. Và là ngày hôm nay rất là vui tại vì những Phật tử ở chùa Từ Thiền là lâu trong một năm mới về là một ngày dự cái buổi lễ này. Bởi vậy cái ngày này rất là gặp nhiều Phật tử bạn bè như là chung vui trong cái ngày lễ, và các cô thầy ở xa cũng khắp nơi cũng về. Bởi vậy đây là một ngày rất là vui. Bác có thể cho bác khán thính giả biết là bác áp dụng giáo lý Phật giáo trong cuộc sống như thế nào? Phật giáo về là bác đi từ hồi 18 tuổi tới giờ, mà từ bên Việt Nam mà bác là của sư bà Diệu Không, là danh tiếng là bên Việt Nam là bà tu đó, mà bà giỏi lắm, bà dễ thương lắm, thành bác thích lắm, thích đi. Nhưng mà tối nào bác cũng cầu nguyện cho là địa tạng, kinh địa tạng mà sám hối đó, là bác tuy là già mặc dầu cho tối nào thực chất vậy là tụng kinh. Thưa bác tại sao mà bác lại đi chùa Từ Thiền ngày hôm nay? Lễ Phật Đản đối với bác có ý nghĩa gì? Chùa này là bác cũng công quả đây cũng nhiều lắm đó. Ngày xưa chưa cất chùa đó, bác lên bác nấu nướng ngồi lành lẽo vậy mà bác cũng làm. Rồi bác cũng thích lắm vì cô Từ Diệu đây là cô cũng chung mấy anh em trên chùa nào bác cũng đi hết á, từ anh mà cho đến chị đến em, là bà chị em tu là bà chùa nào bác cũng đi hết á, bác thích. Thưa bác, đối với bác lễ Phật Đản đó ý nghĩa gì với bác? Lễ Phật Đản là mình của ngài ra đời lúc đó là để mà giáo lý cho những cái người mà chưa hiểu tu, chưa hiểu đạo đức thì mình phải đi cho hiểu, mình đi mình hiểu cái đạo của Phật nhà mình á, để mình tu vậy thôi. Tôi không phải đến chùa ngày hôm nay mà tôi đến chùa thường nhật lắm, nhưng mà hôm nay là nó rất quan trọng, là cái ngày kể như là cái ngày Phật Đản, thành ra tôi đến đây để dự cái buổi lễ này là để mình tưởng nhớ đến một đại vĩ nhân ra đời để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh, đi dẫn dắt chúng sanh đi từ bờ mê đến con đường giác ngộ. Vì lẽ đó, hôm nay tôi đến dự lễ Phật Đản ở chùa Từ Thiền năm 2019 là để tưởng nhớ cái công ơn của ngài mà chúng tôi đến đây để dự lễ. Dạ, chúng tôi là dân địa phương ở đây mà chùa mở từ đầu là chúng tôi đã đến để được học Phật Pháp, để tìm đến con đường giải thoát của Đức Phật Thích Ca. Tại vì khi mình không có đạo á, thì cái tâm mình nó không ổn lắm. Bây giờ mình biết đạo Phật hồi đó thì còn mãi việc đời, thành ra cũng không có quan tâm nhiều. Nhưng mà sau này lớn tuổi mới thấy cuộc đời này nó có nhiều bế tắc lắm, mà đạo Phật á đã chỉ cho chúng ta thấy được cái con đường để tìm đến cái sự an lạc. Thành ra những người mà lớn tuổi á thì đã xong cái việc đời rồi,
thì bây giờ mình cũng nên đi tìm cho mình một cái con đường về tâm linh để mình có cái lẽ sống của mình thì cái cuộc đời nó thấy nó có ý nghĩa chứ nó không có tẻ nhạt như trước. Dạ. Mặc dù thời tiết rất gió nhưng có hơn 200 Phật tử có mặt tại đây để tham dự buổi lễ Phật đản và có cơ hội để tắm Phật. Sau cùng là lời phát biểu của Sư Ni Thích Nữ Từ Diệu, chủ trì của chùa, cho biết lý do của buổi lễ Phật đản ngày hôm nay. Mộng Thu xin chào khán giả của SBTN. Mộng Thu hiện đang đứng với cô Từ Diệu là chủ trì của chùa Từ Thiền tại thành phố Brampton. Xin chào cô. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cô chào chị. Thưa cô, tôi có thể cho khán giả đài SBTN biết đại lễ ngày hôm nay là đại lễ gì và tại sao chúng ta có mặt tại chùa? Dạ. Dạ, hôm nay là vô nhân dịp vô cái mùa tháng 4 là lễ Phật đản. Thì chùa Từ Thiền chúng tôi cũng tổ chức lễ Phật đản để mừng ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca ra đời. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa cô, chùa Từ Thiền có mặt tại thành phố Brampton bao lâu và tại sao lễ Phật đản là một lễ quan trọng đối với chùa Từ Thiền? Dạ. Dạ, chùa Từ Thiền chúng tôi đã về đây từ năm 2008, tới nay là 11 năm. Dạ. Và ngày lễ Phật đản là cái ngày quan trọng nhất của đạo Phật, là ngày Đức Phật đản sanh. Thành ra rất là quan trọng đối với đạo Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa cô, thưa có thể cho khán giả biết ý nghĩa của lễ Phật đản và đại lễ Phật đản với đại lễ Vesak nó khác nhau như thế nào? Dạ, lễ Phật đản và lễ Vesak đều là giống nhau, nhưng mà lễ Vesak là lễ chung của tất cả một cái nước hoặc là một cái cộng đồng lớn. Còn Phật đản thì riêng cho mỗi chùa nhỏ. Mình chương trình nó đều là giống nhau thôi chứ nó không khác. Dạ, Di Đà Phật. Thưa cô, lễ Vesak đã được công nhận tại Liên Hợp Quốc thì nó có ý nghĩa gì đối với Phật đản, đối với đạo Phật? Dạ, cái đó rất là quan trọng đối với đạo Phật, tại vì đạo Phật ra đời từ lâu lắm rồi, Phật lịch 2563 năm rồi, nhưng mà đã được công nhận như vậy là rất là tốt và quan trọng đối với đạo Phật của chúng ta. Dạ. Cảm ơn cô. Thì tất cả những Phật tử không có mặt ở đây thì cô có những lời gì nhắn nhủ đến họ? Dạ. Dạ, nếu như mà những Phật tử đã có mặt thì đã biết, còn những Phật tử mà không có mặt thì mình cũng nên biết mình đã là một người Phật tử của đạo Phật, thì mình phải biết được cái ngày đản sanh của Ngài rất quan trọng với chúng ta, vì Ngài là một đấng giác ngộ đã tìm con đường giải thoát cho chúng sanh. Dạ. Vừa rồi những hình ảnh ghi lại của phóng viên SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mộng Thu tường trình tại thành phố Brampton.